Ơ, anh Hùng Bé. Ô, công chúa Bích nè. Ồ, em quý anh lắm á, thì sẵn hôm nay em tặng anh cục Rubik luôn nè. Ồ, anh cũng quý em lắm. Đây, sẵn anh tặng em tờ tiền nè. Ồ, cảm ơn anh. Ờ, không biết là cái tờ này giá thị trường khoảng bao nhiêu vậy anh? À, tờ này là 100 đồng thuận buồm xuôi gió của Indonesia. Tờ này có giá trên thị trường khoảng từ 30.000 đến tầm 50.000 em ạ. Ờ, thế anh cho em xin lại cục Rubik không? Chứ cục Rubik em chịu mốt lắm. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Thách anh giải Rubik 5x5. Ok, ba cái này giải rất là đơn giản luôn các bạn. Các bạn xem mình giải 30 giây thôi. Mọi người tập trung nhìn kỹ nhé. Rubik à? Thế giỏi thử làm cái này trong vòng 4 giây đi. Tôi làm cái poster tôi tặng cho. Ok, nhớ giữ lời nha. Rồi.